cảm thấy quá là trắng ngợp và bất ngờ. Đầu tiên mình cảm thấy quá là trắng ngợp và bất ngờ trước tài năng của các con. Ban giám khảo cũng đã phải rất là đắn đo, rất là cân nhắc khi mà chọn ra những cái giải thưởng trong chương trình lần này, bởi vì thật sự là tất cả các tiết mục, tất cả các con đều rất là xứng đáng, quá là xứng đáng. Bản thân lúc này mình cảm thấy rất là vui vì cái chương trình của lớp 2 Osaka đã đạt được giải nhất. Mình cũng xin chúc các con lại tự tin và tỏa sáng trong vòng chung kết công diễn toàn hệ thống trong thời gian tới. Con rất vui và tự hào vì lớp con đã giành giải nhất trong cuộc thi.